Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2022, Dân Oan Ba Miền lại gửi cái clip cho tôi. Thì họ xuống đường biểu tình ở vòng quanh Hà Nội. Và tôi thấy trong cái clip này đó, họ có đến tòa nhà Quốc hội. Và tôi thấy những cái hình ảnh những bà mẹ Việt Nam phải quỳ lại cái tòa nhà Quốc hội đấy. Họ biểu tình, họ nói lên cái viện hoàng vọng của họ là họ là những người dân oan mất nhà mất đất, đặc biệt là tại tỉnh Bình Định. Thì những người dân oan đó họ lên tiếng, họ tố cáo cái ông bí thư tỉnh Bình Định, ông bí thư là Hồ Quốc Dũng. Mấy hôm trước tôi cũng nhận cái clip họ kêu gọi là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Đại tướng Phan Văn Giang hãy cứu họ. Hôm nay thì họ kêu Thủ tướng Phạm Phạm Minh Chính, họ còn để hình ảnh của ông ta trong cái biểu ngữ nữa. Rồi họ kêu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng hãy cứu họ. Rồi họ kêu ông Vương Đình Huệ là Chủ tịch Quốc hội cũng cứu họ. Rồi họ kêu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hãy cứu họ. Họ là những dân oan mất nhà mất đất mà bây giờ sống lang thang ở thành phố Hà Nội. Bữa nay họ đi vòng thành phố Hà Nội và họ rất là sợ những cái chiếc xe bus á. Họ thường là tránh những xe bus để bắt họ chở trên những chiếc xe bus. Tôi nhận xét đây là một cái sự vi phạm nhân quyền trắng trợn. Tại vì hiến pháp đã cho phép họ có cái quyền biểu tình. Họ phải có cái quyền biểu tình theo cái điều 25 của hiến pháp. Mà tại sao xe bus phải phải lùa họ, công an lùa họ lên xe bus? Thường thường là vậy. Coi như là công an đã vi phạm vào điều 25 hiến pháp mà họ chỉ là nạn nhân thôi. Họ đâu có quyền, họ có phải phải thực hiện cái quyền biểu tình của họ chứ. Đâu có thể mà bắt buộc họ phải lên xe bus rồi chở họ rồi cấm họ biểu tình, không không có cho họ biểu tình. Họ phải có được cái quyền đó chứ. Xe bus đâu có quyền gì mà bắt họ phải lên xe bus, công an phải bắt họ lên xe bus như vậy. Mà TV như 256 nhận xét thấy như thế này. Sự thật người dân quan này rất tội nghiệp. Họ không biết là nguyên do là ở đâu. Cái nguyên do chính là ở đâu để mà giải quyết cái tận gốc rễ những cái vụ mà cướp nhà, cướp đất của họ. Họ không biết nguyên nhân chính là nằm ở đâu. Mấy chục năm qua rồi chứ đâu phải là năm nay không đâu. Mấy chục năm qua rồi họ cũng kêu gọi là thành phần mà tứ trụ đó. Đúng không? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, rồi Thủ tướng, rồi Chủ tịch Quốc hội. Họ cứ kêu gào gọi là Chủ tịch Quốc hội, rồi họ quỳ lại nữa. TV thấy 6-7 người đó gọi là quỳ lại trước Quốc hội. Mà mình thấy mình rất là đau lòng. Mà cái đau lòng nhất á là họ không biết lý do tại sao họ bị cướp nhà, cướp đất. Mà họ là những cái thành phần mà họ cho là họ đã ba đời để mà cống hiến cho
cho cộng sản đó mà họ vẫn bị cướp đất như thường, mà họ không hiểu rằng cái đất nước đó mà có tự do thật sự, có dân chủ thật sự, có nhân quyền thật sự thì không bao giờ có những cái vụ cướp mà xảy ra như vậy hết. Xảy ra trong cái dạng mà quy mô là hàng triệu người dân quan khắp 3 tỉnh, 63 tỉnh thành đều là nạn nhân của vụ cướp cướp đất, cướp nhà. Thì TV256 thấy rằng là đất nước người ta đó tự do, dân chủ, nhân quyền, thì cái nước đó không có vụ cướp đất, cướp nhà như vậy. Tại vì đó, người dân được quyền làm chủ chủ miếng đất của mình, làm chủ cái nhà của mình. Chứ đâu phải là người dân hiện tại đó phải sống bằng những cái sổ hồng, sổ đỏ. Mà sổ hồng, sổ đỏ thì chỉ nói là mày chỉ có được quyền sử dụng thôi, chứ mày không phải là chủ, quyền sử dụng đất thôi. Một cái trường hợp mà nó quá vô lý, nó phản ngược hết tất cả những cái điều mà xảy ra ở trong cái nước mà tự do, dân chủ, nhân quyền. Thành ra TV256 nhìn thấy cái vấn nạn để giải quyết đó là làm sao đất nước mình có tự do, có dân chủ, có nhân quyền. Mình nếu mà mình đấu tranh cho cái điều đó đó mà được á thì mới giải quyết được tận gốc rễ. Còn mình 10 năm rồi, 10 năm, 20 năm rồi, dân oan rồi. Có nhiều người đấu tranh 20 năm, trên 20 năm luôn, trở thành những dân oan như vậy, cũng kêu gào gọi là chủ tịch nước, rồi thủ tướng, rồi tổng bí thư, chủ tịch quốc hội. Mấy chục năm rồi đâu có giải quyết được gì đâu, bà con dân oan. Mà cái khốn nạn của cái đất nước này đó, khi mà họ lên tiếng đó, họ cầm biểu ngữ mà tự do cho Việt Nam hoặc là nhân quyền cho Việt Nam hoặc là dân chủ cho Việt Nam là họ bị quy kết bằng cái tội phản động. Mà tội phản động đó là kinh hoàng lắm, cả chục năm tù. Thành ra họ có quyền biểu tình, nhưng mà biểu tình trong một cái khuôn khổ là phải tránh tránh nói về tự do, tránh nói về dân chủ, tránh nói về dân quyền. Mà trong cái luật pháp của nhà nước Việt Cộng này đó, họ nói rằng là đừng có lợi dụng á, lợi dụng quyền tự do, dân chủ, nhân quyền. Mà sự thật họ không có, hoàn toàn đất nước không có tự do, dân chủ, nhân quyền. Mà họ bảo là người dân về lợi dụng quyền tự do, dân chủ, nhân quyền. Một cái đất nước rất là lưu manh, một chế độ lưu manh, rất là khốn nạn. Mà người dân không có được quyền dám nói lên cái sự suy nghĩ của mình, dám nói lên cái vấn nạn chính của mình. Vấn nạn chính là tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Mà họ đã kêu gọi tứ trụ làm trên 20 năm nay rồi, đâu có ai giải quyết cho họ. Đất nước có 500 đại biểu quốc hội đó, có một người đại biểu quốc hội nào đến thăm họ chưa? Thấy họ biểu tình mà xuống mà nói chuyện với họ, hiểu biết được cái nhu cầu của họ, cái đau khổ của họ, cái đau khổ của những con người mà mất nhà, mất đất như thế này. Đó, bây giờ TV256 cho quý anh chị em nghe cái cuộc biểu tình này.
Thì những người dân oan họ gửi đến TV256, họ cho rằng là họ có khoảng 200 người tham gia biểu tình đi vòng vòng ở Hà Nội, và họ tránh những cái xe bus. Họ rất là sợ xe bus xúc họ để mà chở đi. Quý vị thấy cái hình ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đó, thì quý vị ráng theo dõi cái video clip nha. Tại vì đến cái phần chót đó, mình thấy rằng có ít nhất cũng có hai người họ nói rằng là họ sẽ tự thiêu, họ sẽ tự thiêu. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái việc mà tự thiêu đó nó không cần thiết. Mình không biết bao nhiêu cái vụ mà tự thiêu rồi. Tự thiêu á, nếu nếu mà đối trong cái một cái chế độ mà có tự do dân chủ á, thì nó có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng mà đối với cái chế độ mà cộng sản tàn ác như thế này đó, mình chỉ mất mất mạng thôi, nó không nên. TV256 thì nghĩ như thế. Nhưng mà vẫn có một số đồng bào muốn rằng là phải tự thiêu để mà cho nhà nước thấy cái nhìn ra, phải phải cứu giúp họ. Tại vì đời sống mà quý anh chị em biết mà, không nhà không cửa, rồi vợ con không tiền bạc, không không có đủ tiền để mà ăn uống nữa, dân khổ tới cỡ nào. Những cái người này rất là khổ nha. Rồi quý vị nghe tiếp. Họ thấy quý bạn thấy có chiếc xe bus, rồi khi xe bus mà phía bên kia rồi là họ chạy qua phía bên đây để họ tránh xe bus, bị lùa lên xe bus.
Và những người già cả này thì không thể nào mà mạnh bằng những cái thanh niên mà bảo vệ chế độ. Sự thật ấy, vài trăm dân oan đang biểu tình đó, mình biết là có hàng triệu người đó, nhưng mà vài trăm dân oan đó thì nếu mà cả nhà nước mà quyết tâm mà giải quyết vấn đề đó thì phải mời những người này đến mở một cái cuộc họp, rồi mình lấy cái đơn của họ để mà mình coi cái oan ức của họ, và có thể mình chia sẻ một số tiền mà tiền thuế của người dân, không chia sẻ cho họ để coi họ có đồng ý như thế nào, thương thảo với họ để mà trả lại đất đai hoặc là bồi thường cho họ một số tiền nào đó, và nhà nước muốn giải quyết thì vẫn được thôi. Hàng tỷ đồng mà nhà nước phung phí, giống như tên công an mà Tô Lâm đó ăn bò giáp vàng mà lên tới 51.000 đô la lần đó, quan chức đó, cái đó giống như người ta gọi là ăn trên xương máu của đồng bào. Họ ăn sang, họ giàu có sung sướng như vậy đó, mà để dân mà mất nhà mất cửa, sống lang thang khắp khắp đường phố, đi bán ve chai, đi bán đồng nát để mà kiếm sống qua ngày. Rồi bây giờ những người dân oan này lại có những người muốn tự thiêu nữa, tại vì cái đời sống của họ họ thấy họ không thể nào sống được, thành ra họ mới nghĩ đến vấn đề mà tự thiêu như vậy. Mình là nhà nước thì mình phải đứng ra mình giải quyết chứ. Mình đâu thể nào mình kéo dài mà hàng bao nhiêu năm trời như vậy, mấy chục năm trời oan ức như vậy. Phải giải quyết chứ.
Mình là con người cũng có cái lương tâm chứ, mình đang giữ những cái trọng trách đó, tổng bí thư rồi chủ tịch nước rồi thủ tướng rồi 500 đại biểu quốc hội mà không có một người nào, TV256 chưa từng thấy một người nào mà xuống hỏi thăm họ hết để mà có thể giải quyết cho họ. Mà họ thực 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 thi cái quyền mà 25 hiến pháp thôi, không có được bắt họ, không có được bắt họ bỏ lên xe bus. Cái quyền biểu tình là cái quyền của họ, hiến pháp đã ghi rõ như vậy chứ, họ đâu có tội gì đâu. Họ bất đồng chính kiến, họ phản đối nhà cầm quyền để mà trả đất trả nhà cho họ, họ đâu phải là người có tội đâu. Hiến pháp cho phép họ làm điều đó, tại sao mình nhà cầm quyền mà mình đi mình ngăn chặn họ, mình đẩy họ lên xe bus là làm sao? Họ biết đó, họ kêu gọi là quốc hội bù nhìn đó, họ nói quốc hội bù nhìn đó, thì sự thật không có một cái tên tên mà đại biểu quốc hội nào ra để mà có thể gặp họ, và họ đến tận gọi là cơ quan quốc hội rồi họ quỳ lạy như vậy, cũng chẳng có một tên nào gọi là đái hoài mà thương xót cho cái nỗi khổ của họ. Mất nhà mất cửa là một cái nỗi khổ kinh hoàng lắm, thấy không? Cá nhân TV256 cũng cũng bị mất nhà mất cửa mà chỉ có 6 tiếng đồng hồ thôi mà còn chịu không nổi nữa. Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ơi,
con bé. Đi ra kia đi. Mấy hôm chưa đến 7 giờ. Chưa đến 7 giờ thì nhìn đồng hồ con đúng không? Chưa đến 7 giờ con đúng không? Đi lên đó nó gom ạ. Cái xe này nó theo nè em. Theo con đít này. Đó.
ta đứng lên mình lại chỗ đây chứ. Tôi mới thơ nhiễm phương trọng. 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 Thôn tướng Phạm Minh Chân. 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 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 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 Các bé cái xe gì vậy? Xe trên em sao mình đi đi. Đi 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 đi. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thôn tướng Phạm Minh Chân. 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 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 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 Chủ tịch Quốc hội Quốc Tân Ra. 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 Tiên Giang. Tiên Giang. Chị đến rồi, chị đến rồi. Chị đến rồi. Không phải vậy. Dân chúng tôi là quá khổ mà. Đảng chính phủ ơi, cứu dân chúng tôi với. Dân chúng tôi là quá khổ rồi. Để dân chúng tôi như thế này. Chắc dân chúng tôi chết quá. Dân chúng tôi đi điểm gia trai, lụm gia trai đồng nát ha. Mua lít xinh ha. Để đổ lên người thôi chứ không có cái cách nào nữa hết. Chính phủ cứu dân đi. Để từng đó nó hối hận không kịp. Để không, đừng có đổ xăng lên người. Không giải quyết gì được đâu. Mình chỉ chết thôi. Phải có cách giải quyết. Nhà nước phải giải quyết thôi. Để dân chấp chùm mà hối hận không kịp. Chính phủ ơi, tại vì dân
mất đất mất nhà, mất tài sản, không còn con đường sống. Chính thà đất chúng tôi tán thân tôi hy sinh mồ hôi nước mắt cho đất nước, cho đảng, cống hiến cho đảng hết, thì mảnh đất này chúng tôi, gia đình chúng tôi cũng cống hiến cho đảng để làm cái lợi ích quốc gia, lợi ích cho nhà nước, làm công an quốc phòng, bất cứ cái gì của nhà nước, nhưng mà phải cũng đền bù, đền bù cho dân xứng đáng mới làm. Nhưng đối với gia đình chúng tôi không đền bù, với làm nhà nước bảo vệ cho đất nước thì chúng tôi tìm nhiên không phải đền bù gì hết, ủng hộ cho nhà nước luôn. Gia đình chúng tôi cống hiến mồ hôi nước mắt hy sinh cho gì đất nước, thì mảnh đất này cũng hy sinh vì đất nước thôi. Đừng làm cho đỡ dân cái đau khổ như thế này. Đất này là đất của gia đình chúng tôi là ba đời để lại, không phải là chúng tôi là lấn chiếm, gia đình chúng tôi là lấn chiếm của đất nước. Có tích lộc ngày xưa đã tài đấu, mà tại sao ngang nhiên ông Hồ Quốc Dũng, chỉ ông Hồ Quốc Dũng bí thư tỉnh Bình Định, trước đây là làm phó chủ tịch, đã chỉ đạo cướp rồi tiếp tục lên làm chủ tịch, cũng điềm nhiên không giải quyết. Giờ lên làm bí thư cũng không giải quyết luôn. Như vậy là dân chúng tôi càng tham nhũng là càng lên to. Nhân dân chúng tôi đi đâu, tiếp về đâu đây? Càng tham nhũng càng lên cao. Vậy là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc với Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, mấy cái này là bốn cái trụ mà cao nhất, thấy không? Thì mình là làm sao mà mình cầu xin mấy cái người mà tham nhũng nhất như vậy? Tại vì họ đang lên cao nhất á, họ đứng cao nhất á, là bốn cái tứ trụ này nè, là mà dân lại nói là càng lên cao thì càng tham nhũng. Mà bây giờ nhờ cái tứ trụ đó cứu mình, làm sao cứu được? 20 năm rồi cũng không cứu được. Người dân phải làm cái gì khác hơn chứ? Người dân phải đòi cái gì chứ? Bởi vì cái gốc mà mình không đòi thì không ai trả mình được hết. Cái gốc đó là mình cái đòi là phải đất nước được tự do, dân chủ, nhân quyền. Thì người dân mà đạt được cái đó thì mới hạnh phúc được. Chứ một cái nước mà độc tài thì nó sẽ xảy ra tham nhũng, tại vì không có ai kiểm soát quyền lực của nó. Nó độc tài, nó chỉ có một đảng cộng sản thôi, thì cái đó nó đâu có đúng. Phải là một cái đất nước dân chủ, là phải dân chủ, là mình phải hiểu là đất nước dân chủ là đất nước đó có đa đảng. Người dân bầu ra người đại diện cho mình thật sự. Chứ nó một đảng mà, nó một đảng mà một mình nó nắm giống như Nguyễn Phú Trọng, nó nắm là ba quyền luôn, vừa hành pháp, vừa lập pháp, vừa tư pháp, là cái thằng Nguyễn Phú Trọng đó. Đó, nó nắm như vậy đó, làm sao mà giải quyết được? Không bao giờ giải quyết được tham nhũng nữa. Chế độ độc đảng là luôn luôn là phải chấp nhận cái sự tham nhũng thôi. Mà mình đi mình cầu cứu Nguyễn Phú Trọng là cái thằng cao nhất nữa, là cái thằng tham nhũng nhất, mình lại mình đi cầu cứu nó. Hoặc là Nguyễn Xuân Phúc là cái thằng tham nhũng nhất, mình đi cầu cứu nó thì mình cầu cứu muôn đời cũng không được thôi. Mình cầu cứu 20 năm rồi nó cũng đâu có thương xót mình gì đâu. Đảng, nhà nước, chính phủ ơi, cứu dân Bình Định chúng tôi. Cứu dân Bình Định chúng tôi, dân Bình Định chúng tôi đang mấy tháng nay thiệt sức không rồi. Con vợ không có ăn. Thì chúng tôi thôi là liều mình này nè, tự thiêu chết chùm ở tại quốc hội này. Nếu chính phủ đảng không giải quyết, chúng tôi là hết kiềm chế nữa rồi. Thế đó con đường chết nào? Dân chúng tôi là chỉ có con dân Bình Định chúng tôi, chỉ có một con đường chết nữa là xong. Họ những người dân đó họ muốn là tự thiêu và tập thể đó. Tự thiêu tập thể chứ không phải là cá nhân đó. Họ có những cái ý tưởng như vậy. Mà TV mong rằng họ đừng có thực hiện điều đó.
bà bố không có đời con là nước đánh giặc ngoại xâm. Bây giờ chúng tôi là hy sinh đời bố không có đời con bởi vì là cô chính quyền này cướp đất cướp nhà nhân chúng gia đình chúng tôi trong tất cả nhân dân Bình Định chúng tôi. Thì giờ gia đình chúng tôi nghĩ rằng liều mình nó tự xét thôi, tự tự thiêu thôi. Gia đình chúng tôi là quá khổ. Ngày xưa là theo đường lối của Đảng đánh ngoại giặc ngoại xâm, bây giờ để đánh ngoại xâm giờ đất nước thanh bình rồi mà đi cướp đất gia đình chúng tôi, để chia lô bán nền như vậy. Dân chúng tôi, gia đình chúng tôi trong đất nói chung là dân Bình Định, riêng gia đình chúng tôi biết đi đâu về đâu. Bảo vệ tin cậy vào Đảng, tin cậy vào chính phủ, dân chúng tôi mới dịch ngày hôm nay như thế này. Coi tin cậy chừng nào là Hồ Quốc Dũng ngang nhiên chừng nấy lại lên chức có chức có quyền, mua chức có chức có quyền, có tiền là tất cả, lạm dụng chức vụ quyền hạn là xem thường một người dân. Muốn mà không bị cướp đất đó, thì mình khẳng định, người dân phải khẳng định cái quyền làm chủ đất của mình. Mình phải từ chối gọi là sổ đỏ, sổ hồng vậy đó. Mình phải biểu tình, mình chống đối điều đó. Sổ đỏ, sổ hồng nói cái gì, quyền sử dụng đất không à. Quyền sử dụng thôi, chứ mình không được quyền làm chủ. Và nói là nhà nước quản lý, thì người dân phải nói rằng là mình phải là khẳng định cái quyền chủ đất của mình. Mà Việt Cộng nó cũng nói về điều đó mà. Nếu không? Đất đai là sở hữu của toàn dân mà. Thì mình phải khẳng định cái quyền làm chủ của mình. Mình làm chủ của mình không muốn thằng nào quản lý hết đó. Thấy không? Nhà nước quản lý mà ta không muốn mày quản lý. Mày lấy cái lý do gì mày quản lý cái đất nước của tao? Mà tao là chủ rồi, tao có quyền tao đuổi cái thằng quản lý tồi. Thằng quản lý mà làm việc tồi tao đuổi, hoặc là tao không mướn thằng quản lý. Tao có mướn mày làm bao giờ để mà quản lý cái đất của tao? Đất đai là sở hữu của toàn dân mà. Thấy không? Tao là dân, tao làm chủ, sở hữu là làm chủ á, chủ đất. Thì ta có quyền ta đuổi cái thằng quản lý tồi.
hoặc là tao không mướn cái thằng quản lý nào hết đó, tao không mướn cái thằng quản lý nào để mà quản lý cái đất của tao hết đó. Mình phải khẳng định cái quyền làm chủ của mình. Người dân họ cứ bây giờ nó vào đảng thì nó có quyền lợi như vậy làm sao mà nó từ chối được, thấy không? Làm đảng mà đảng viên mà đảng cộng sản mà quyền lợi nó có kim bài miễn tử nữa mà, thấy không? Nó ở tù cũng nhẹ hơn người ta đó. Người ta ăn cắp ổ bánh mì thì người ta cắp ăn cắp con vịt tới 6-7 năm tù, còn nó thì nó làm thuốc giả đó, mà nó là chức vụ cao nữa, nó ở 4 năm tù thôi. Lạm dụng chức vụ quyền hạn thì cướp của dân để chia lô bán nền. Cứu dân! Thủ tướng Phạm Minh Chính! Cứu dân! Ông Dương đừng gọi chủ tịch quốc hội! Cứu dân! Ông Dương đừng gọi chủ tịch quốc hội! Cứu dân! 18 ông bộ chính trị! Cứu dân! 18 ông bộ chính trị! Cứu dân! Thủ tướng Phạm Minh Chính! Cứu dân! Chủ tịch quốc hội Dương Đình Huệ! Cứu dân! Chủ tịch quốc hội Dương Đình Huệ! Cứu dân! Cứu dân! Thủ tướng Phạm Minh Chính!
chưa gì mà đưa xe tao trước nó chặn đầu rồi đấy. Đi qua qua bên kia, qua bên kia. Qua đường, qua đường, qua đường, qua đường, qua đường. Qua đường, qua đường, qua đường, qua đường. Trời đất ơi, 500 thằng nó là đảng cộng sản không mà nó đâu có cứu dân được đâu, thấy không? Lợi ngay tòa nhà quốc hội mà là quỳ lại rồi là biết bao nhiêu người, 2, 4, 6 chứ cũng có 6 người đang quỳ lại như vậy mà quốc hội nó đang họp ở trong đó đó. Đúng là ngày nay là ngày nó đang họp trong đó đó. Làm sao mà nó cứu dân chỗ nào đâu.